Dạ em Thắng ở cây giống Tâm Phúc, chào bà con. Ngày hôm nay em sẽ mục lên một lô mận 12 con giáp. Tại vì lô này em chỉ có 12 cây thôi. Chiều cao nó chắc tầm cắt xuống còn có 1 mét mấy à cô chú ơi. Chắc tầm 1 mét 3, 1 mét 4 gì đó. Có cây cỡ, cây này lùn nhất nè. Đối với những cây mận An Phước như thế này đó, thì sẽ phù hợp cho bà con cô chú ta trồng chậu hoặc là trồng sân thượng. Mình trồng sân nhà dạng như làm cây cảnh rồi có trái ăn chơi cũng ok. Hiện tại thì có duy nhất một cây này, em để cho nó có trái luôn cô chú, quay gần đi camera. Cây này về thần chậu xong là mình ăn luôn. Cây này ví dụ em giao xa quá nhiều khi nó rụng trái nha cô chú, hết sợ chết rồi. Em Thắng đo thử 12 con giáp này từ cây nhỏ nhất cho nó cao khoảng nhiêu nha. Cây này nó cũng cỡ 9 tấc là lùn nhất rồi. Cây cao nhất nhiêu đây? Cao nhất chắc cây này, cây này cao nhất cô chú ơi. Hết bảng 1m6, thân thì gần, chắc gần bằng cầm tay Thắng ơi. Thân nhỏ nhất, để coi cây nào đây. Này trồng sân thượng là đúng bài luôn á cô chú, hoặc là sân nhà. Nhỏ nhất là cây này, thân cây này hơi nhỏ á cô chú thấy nè, quay gần lại chút giùm camera. Đó, có cây gốc bự hơn. 12 con giáp, 12 cây này cô chú quay sơ một lượt đi. Cô chú thích cây nào có thể chốt với em ha. Em sẽ chụp hình cụ thể từng cây cho mình, và cây nào đã bán rồi em thông báo là bán, cây nào còn thì em sẽ bán chia cho cô chú. Thân chậu hết rất là an toàn, đang đi tược non. Mận đỏ An Phước thì khi nó ra tược là màu này hả cô chú. Còn mận đỏ của Đài Loan thì nó ra tược màu xanh nhạt. Lấy cho Út một cây ngay đó để bà con ta có thể phân biệt được hai giống mận đỏ này. Thấy cây đẹp đẹp á. Cây này quá đã luôn cô chú. Cô chú ở gần á mua Thắng, Thắng ship về nó còn trái là mình ăn luôn. Đây là mận đỏ của Đài Loan. Nó cô chú thấy ra tược non lắm, màu này An Phước nó đậm hơn. Bên này mới thấy kỹ rõ nữa nè, An Phước nó hơi vàng chút, nó đỏ dữ nữa, để bà con chúng ta an tâm ha. Rồi một lần nữa cảm ơn cô chú bà con đã theo dõi cây giống Tâm Phúc. Em tên thương hiệu, thông tin liên hệ, bên em bán hàng là cam kết. Địa chỉ ở đây ạ. Sơn Quy thuộc thị trấn Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Cảm ơn cô chú bà con.